Vâng, bây giờ thì mình sẽ vòng qua hồ nhá. Vòng qua hồ thôi thì đi nhá, không biết là bị ngã xuống hồ hay không. Nắng quá. Dạo phố con này thì còn gì bằng nữa các bạn. Quanh vong này, ôi trời ơi. Cầu đây các bạn. Thì mình bắt đầu tiến hành chế một cái chiếc xe nhá. Ở đây thì mình đã vừa đi mua hai cái cây sắt về. Cây sắt chỗ này là 870.000 một thanh, hai thanh là 140 nha các bạn. Đấy, 8 cân. Có bánh xe rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắt sắt ra và hoàn thành khung nhá. Hôm nay thì trời đang mưa các bạn. Nói chung là cũng hơi khó khăn đấy. Ok các bạn, đã hàn xong cái phần khung đế rồi. Xong cái càng sau nha các bạn. Càng sau thì mình chế một góc thôi. Đi luôn cái xe đạp nha mọi người. Ok các bạn, vậy là mình đã hàn xong cái phần đầu cho nó rồi. Ok các bạn, xong cái càng trước nha. Đó, càng trước cũng một gắp luôn. Ba thanh sắt luôn, cho nó khỏe nha các bạn. Xong phần cổ lái nha các bạn. Đấy, tận dụng là cái tay để lái của cái xe. Kính sơn lại nhìn sẽ đẹp này. Ok các bạn, làm xong thì mới nhớ vòng bi này trục nó bé quá. Đây. Vào đây chắc mình lên mình nhún vài cái là nó cong ngay. Nên bây giờ thì mình sẽ lại phải đi thay cái này, thay cái trục này nha các bạn. Vòng bi này thì mình phải đi mua cái khác nhá. Qua thì mình đi mua cái này, 25.000 một cái, mua hai cái này các bạn. Bây giờ thì chắc là phải bỏ đi thay cái khác. Đổi cái trục to hơn cho các bạn, trục này nhỏ quá. Tháo ra toét luôn cái con bi các bạn, vòng bi các bạn. Đóng rất là chặt này. Hai con to hơn. Đây các bạn. Chơi loại 16 ly nhá. Trục sau. Đây các bạn, quên. Đây các bạn, quên đánh cho bay sơn đi thì sơn màu khác vào.
1, 2, 3, 4, 5, 6 quả các bạn. Ok các bạn. Đó, mình đã đấu xong rồi. Bây giờ thì việc chỉ việc là lắp thêm một cái nắp nữa ở trên thôi. Là xong các bạn nhá. Đấy, dây dựa nhìn loang loáng này. Đệm thêm mấy miếng xốp vào để còn cách điện tốt hơn nhá. Ok các bạn. Đó, hôm nay thì mình sẽ làm cái chuyên mục review xe nha các bạn. Đây là cái chiếc xe mà mình mới chế đấy các bạn. Đấy, một gấp nha các bạn. Cả trước cả sau này, một gấp. Đây các bạn, biển số là TV19999. Đấy các bạn thấy gắt không? Con này chạy cũng khá là bốc nha các bạn. Nhưng mà pin thì mình cảm thấy là nó hơi yếu một chút. Pin này là mình sử dụng pin 15A nha các bạn. Chắc là tầm phải 30A thì chạy ngon hơn. Đây các bạn, mình cũng đã đi được một cái quãng đường khá là xa. Khoảng phải tầm khoảng gần một cây đây các bạn. Từ chỗ để xe ra đây. Đây các bạn, từ hút tít đằng kia chạy ra đây. Lên dốc các thứ thì cũng khá là ok nha các bạn. Đây, cho mọi người quay quanh một vòng. Đấy, một gấp thôi. Nên là mình phải làm to gấp 3 lần. Đây các bạn, ba cái thanh sắt lại nối lại nhau. Đấy, con này thì không có phanh nha các bạn, một khi đi là không cần phanh luôn, một khi đã vít ga thì không cần phanh luôn, đúng kiểu dân chơi nha các bạn. Đây, review cho mọi người cái lốp hơi nha các bạn. Cái này đầu tiên mình định làm giảm xóc ấy, nhưng mà làm gấp đơn này lên là làm giảm xóc thì nó khó hơn nên là mình không có làm nha các bạn, mất thời gian hơn. Làm giảm xóc gấp đơn này thì giảm xóc thì cái bản lề của nó phải rất là khỏe đấy, bởi vì nó bị lệch mà các bạn. Đây, gấp đơn này thì sau mình cũng chơi ba ống sắt luôn. Đấy, cái này là dây nguồn này, tháo ra để sạc luôn. Cái này thì mình chưa có chế đèn, chế còi cái gì nhá. Đấy, chỉ có ga với cả đi thôi, không có gì hết. Nó có hệ thống tăng xích nha các bạn. Đây. Đấy, đây chính là hệ thống tăng xích mà tự chế của mình. Đấy, xích này mà đi nhỏ nhỏ này mà đi là trùng nó hay bị tuột lắm các bạn, nên là mình phải chế nó thêm một cái hệ thống tăng xích nữa. Đây, cần kéo đây các bạn, một cái lò xo để kéo cho nó tốt hơn. Thì cái phần này là đầu tiên nó là cái cổ của xe đạp các bạn, nó rất là yếu nên mình đã phải hàn lại cái sắt ở trong này cho nó cứng hơn. Khóa nha các bạn, bên này thì có thể gắn được camera, gắn đèn này, chưa gắn gắn nha các bạn. Đây. Đấy các bạn. Cực kỳ là khỏe nha. Đấy, đốt lốp nha các bạn. Đây toàn đất này. Đốt lốp. Gầm con này mình làm cũng khá là thấp nha các bạn, gầm kiểu gầm siêu xe luôn nhá. Gầm theo kiểu gầm siêu xe này, vượt ổ gà các thứ là phải đứng xuống dắt nhé các bạn. Đấy, gầm cực kỳ là thấp luôn. Đây các bạn, gầm cực kỳ là thấp bởi vì mình làm hạ cái một cái thanh xuống các bạn. Làm ba cái thanh này nó nghiêng xuống nên là gầm nó rất là thấp. Nhìn nó sẽ đẹp hơn và đi mình có, khi mà hết điện thì mình có thể dùng chân đẩy một cách rất là dễ dàng và nhẹ nhàng các bạn. Đấy các bạn thấy đây là một cái hệ thống đòn bẩy để tăng xích. Động cơ DC24V 250W. Điều tốc 500W, chạy thoải mái. Let's go.
Ống gió nha các bạn, uống cà phê nha, đi trong phố nha, rất là tiện nhưng mà không có vượt địa hình nha các bạn. Mát quá đi. Hôm nay Covid nên là không có ai cả, vắng vắng tanh luôn các bạn. Đó các bạn, gầm thấp không cần chân trống luôn. Đó các bạn, gầm thấp không cần chân trống luôn. Nghiêng xe một phát là nó tự đứng. Anh em là câu cá không? Ở đây có rất là nhiều cá nha. Rồi các bạn biết vì sao mà mình chế ra con xe này không? Tại vì mình thích đi hóng gió mà mình lười chạy bộ các bạn ạ. Đấy, chế con xe này thì có thể đi hóng gió mà không cần phải chạy bộ. Đó là lý do vì sao mà càng ngày mình càng mập ra. Nay quả là ngày đẹp trời các bạn. Không mưa cũng không nắng. Trời khá là râm mát. À, đi gụ lực lâu phết đấy các bạn ạ. Khoảng 15A này cũng chạy gọi là vã mồ hôi đấy. Đấy, mọi khi chạy một vòng cái công viên này là quần áo mình ướt như là tắm các bạn. Hôm nay thì rất là mát mẻ mà vẫn được hít được không khí trong lành nhá. Bị mát đấy. Con này lên dốc lên hơi chậm nha các bạn. Gầm nó rất là thấp nên là các bạn có thể dễ dàng đẩy chân một cách rất là dễ dàng nhá. Kiểu như là cái xe đẩy bình thường các bạn. Đấy, gầm nó rất là thấp nha. Wow. Wow, xe này thì thông thường là mọi người thường phải đi hai tay. Tại vì bánh nó rất là nhỏ và rất là dễ ngã. Nhưng mà nếu mà chế chuẩn thì đây các bạn có thể thấy là mình vừa đi mình vừa quay phim các thứ. Đây các bạn, vừa lên một con dốc rất là cao nhá. Đấy, dốc này tầm khoảng gần 45 độ nha các bạn. Và bây giờ lại là xuống dốc. Tuy không có phanh nhưng mà đi rất hăng nha các bạn. He, mát quá đi. Thành võng à. Đường thì xong quá. Đường đá quá. Ok. Yếu quá đặt chân nhá. Đấy, tắt động cơ đi đặt chân cũng được.
đi đường bằng thì thoải mái luôn các bạn nhá. Lên dốc thì nó hơi đuối một tí thôi, nhưng mà lên quả 30A thì chắc là chạy ngon. Đấy, trôi dốc thì nhả phanh ra nó vẫn có đà nhưng bạn, nên chứ nó không có xít lắm đâu. Bây giờ thì mình sẽ vòng cơ hồ nhá. Vòng cơ hồ thông thì đi nhá, không biết là có bị ngã xuống hồ hay không. Nắng quá. Dạo phố con này thì còn gì bằng nữa các bạn. Quanh võng này, úi dồi ôi. Cầu đây các bạn. Rồi, mát mẻ lắm. Ok, bây giờ thì mình sẽ kết thúc video lại tại đây thôi. Đến đây thì nói cũng hơi nhiều rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.